xã cho mỗi thôn được cử một người đi học bồi dưỡng. Tôi thấy thôn mình á không ai xứng đáng bằng anh Hào hết. Dạ cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Nhưng tôi thấy bản thân mình phải cố gắng học hỏi thêm nhiều nữa. Anh Hào á đúng là người có công vận động để thôn ta trở thành thôn văn hóa cho bằng làng trên xóm dưới. Nếu mà anh dẹp được cái vụ số đề bạo lực không chồng mà có chữa thì thật là hoàn hảo. Tôi thấy thôn mình lúc này loạn dữ á. Tôi thấy cha mẹ còn không quản lý được con cái ở trong nhà. Anh Hào chỉ là trưởng thôn thôi mà. Nhưng mấy cái vụ bạo lực thì mình phải có biện pháp mạnh để răn đe chứ. Chứ để có ngày xảy ra vụ án thì vừa xấu hổ thôn làng mà còn tội cho người bị hại nữa. Dạ con xin cảm ơn những đóng góp quý báu của chú. Con hứa sẽ cố gắng hết mình hơn nữa. Bà con cũng thấy đó, anh Hào là một người hiểu biết, học hành đầy đủ và đặc biệt á là người xông xáo năng nổ nhất cái thôn mày. Nếu sau này á anh Hào tiến xa hơn nữa thì cả thôn mình được nhờ, được thôn lay, phải không? Anh Hào. Từ đây về sau không có được lộ liễu như vậy, không được nhận tôi ngoài đường, lỡ người ta đồn thổi linh tinh tới tay gia đình tôi thì khổ. Sao anh nói là vợ chồng anh đã chia tay, chỉ ở chung vì ba anh đang bệnh. Thì ba tôi đang bệnh nặng, sợ ông buồn nên không thể nào ra tòa ly dị, chỉ mới ly thân thôi. Vừa rồi tôi có đưa cho Loan tờ giấy ly thân rồi đó, không nhớ sao? Thôi đợi khi nào ba tôi khỏe lại đi, tôi sẽ xin hỏi cưới Loan. Không được đi theo tôi, không được khai ra mối quan hệ của tôi với Loan, nhớ chưa? Trong này có em bé rồi nè. Tôi biết rồi. Nhớ, không có được khai ra mối quan hệ của tôi với Loan, không được nói ai biết cha đứa bé là ai, hiểu chưa? Rồi mọi chuyện từ từ tôi tính. Trời con Loan, trời ơi mày gan quá, mày đi đâu vậy mày? Tao kêu mày ở yên trong bếp mà. Hả? Đứng lại. Trời ơi tao nói chuyện mày coi tao như người vô hình vậy hả? Mày đi làm gì? Mày vô đó ăn dạ nữa hay gì? Đi giao vụ cho tao. Bà hỏi ý tôi chưa? Mày dám cho nó đi vậy? Ông vừa phải thôi nha. Ông nhắm ông giết nó được thì ông giết nó luôn đi. Ông muốn sao? Ông định để nó ăn dạ rồi công chuyện nhà này mình tôi làm hết hả gì? Ông có ngon đi giao vụ cho tôi đi. Loan, mặt cô sao vậy? Tránh xa tôi ra. Cần tôi giúp không? Không, ông tránh xa tôi ra. Thôi được rồi, đây để tôi cầm cho. Ông tránh xa tôi ra. Cầm về nhà thôi. Tôi Mông không? Cô đừng xa tôi. Anh à. Mày tính về con Loan hả bậy? Mày tính với con rồi, mày tính với con rồi, mày tính với con rồi. Anh ơi, tao không phải, anh ơi đừng có đánh. Mày tính với con rồi hả? Mày tính với con rồi, mày tính với con hả? Mày dừng lại, dừng lại. Ông muốn à? Dừng lại không được đánh nữa thôi. Mày tính với con rồi hả? Không phải chuyện của ông, chuyện nhà tôi. Có chuyện gì từ từ nói. Ông nhớ tôi nói với ông những gì sao? Hả? Đánh người là phạm pháp, là mà trong đó. Không được gây rối trật tự công cộng. Còn mày nữa, giao đủ rồi đi về liền cho tao. Nhanh! Nhanh! Thôi lên xe. Má mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Bộ bữa nay vợ nó ăn dở hay sao mà chồng có một chén cơm ăn hoài không hết vậy? Không phải đâu, tại tôi hơi đau bụng, ăn cái gì nuốt cũng không trôi. Rồi anh đau bụng kiểu sao? Nói đi để em đi mua thuốc cho anh uống. Chắc không sao đâu, kiểu như bị đau bao tử. Với lại mấy em nay ở thôn có nhiều việc khiến tôi phải suy nghĩ, nên chắc bao tử nó hành. Thêm chuyện con Loan nữa chứ. Thôn mới lên thôn văn quá, dính tới phụ nữ chữa quan là thấy xui rồi. Đừng có nhắc tới chữa đẻ gì ở đây được không? Tôi nhức đầu lắm rồi. Thôi, tôi vô nghỉ ngơi đây. Chiều còn lên xã báo cáo cuộc họp hôm nay nữa. Chắc về hơi trễ. Còn gì cái vậy đi, chưa ăn chưa uống gì là nốc hết nguyên chai rượu này, có ngày đau bao tử chết luôn đó. Má kệ tôi đi. Má mua bánh cam cho con Loan phải không? Ở cái nhà này chỉ có nó là thích ăn cái bánh này thôi. Không lẽ bỏ nó chết đói? Quán, mày làm cái gì vậy hả? Quán hả? Còn Loan đâu? Loan, mà giấu nó ở đâu? Tao đi mua bánh cho nó ăn, tao có biết cái gì đâu. Nhà này chỉ có một mình má là dung túng cho nó. Tôi hỏi má giấu nó ở đâu? Tao biết nó ở đâu thì tao đi mua bánh cho nó ăn để làm cái gì? Mày vừa vừa phải thôi. Vậy nó ở đâu?